khí tài nguy hiểm nhất Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa hiếm gặp của Nga. Hải quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tổ hợp tên lửa phòng không to M2DT thứ hai của Nga. Hải quân Ukraine ngày 4 tháng 2 tuyên bố các khẩu đội pháo của lực lượng này đã phá hủy thêm một tổ hợp phòng không quái thú bắc cực to M2DT hiếm gặp của quân đội Nga. Các đơn vị pháo binh cùng bộ binh hải quân Ukraine đã tấn công đối phương, loại khỏi vòng chiến đấu thêm một tổ hợp phòng không to M2DT cùng hai binh sĩ Nga. Chi tiết về thiệt hại cuối cùng của quân đội Nga hiện đang được khẩn trương xác minh, thông báo từ Hải quân Ukraine cho biết. Một đoạn video được đăng tải sau đó đã xác nhận tuyên bố từ phía Hải quân Ukraine. Theo đó, tổ hợp to M2DT của Nga đã bị phục kích khi đang tác chiến. Sau khi trúng đạn pháo của Ukraine, tổ hợp tên lửa hiếm gặp này đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Một số nguồn tin tiết lộ vụ tấn công trên đang diễn ra tại khu vực Kherson ở miền nam Ukraine lực lượng pháo binh của Kiev đã kết liễu tổ hợp tên lửa phòng không Nga bằng đạn pháo dẫn đường chính xác M982 caliber Đạn pháo M982 caliber là một trong những loại khí tài dẫn đường có độ chính xác rất cao mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, sai số của các pha tấn công từ đạn pháo caliber là rất nhỏ và qua đó loại khí tài này có thể tấn công nhiều mục tiêu của đối phương một cách hiệu quả. Trong một bài phát biểu hồi giữa tháng 1, một sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai ở miền đông Ukraine đã gọi đạn pháo Excalibur là khí tài nguy hiểm nhất được Washington viện trợ cho Kiev. Trước đó, Mỹ cũng đã gửi cho Ukraine lựu pháo M77A2 được gắn thiết bị định vị toàn cầu GPS cùng mô đun điều khiển hỏa lực tự động tatpic để sử dụng đạn pháo M982 Excalibur. Về tên lửa phòng không to M2DT, đây là tổ hợp quái thú bắc cực thứ hai mà quân đội Nga mất tại Ukraine chỉ trong vòng ít ngày. Trước đó vào ngày 2 tháng 2, những hình ảnh trên mạng xã hội ghi nhận một tổ hợp to M2DT đã bị bắn cháy bởi pháo binh Ukraine, được đặt trên khung cầm cơ sở của các xe quân sự bánh xích DT-30PM. Tổ hợp tên lửa to M2DT được đặt cho biệt danh quái thú bắc cực khi có thể chiến đấu trong điều kiện thời tiết âm 50 độ C. Một tổ hợp to M2DT cơ bản bao gồm hai mô đun phóng với khả năng mang theo 4 tên lửa phòng không 9M331 hoặc 9M332 Tên lửa này được các kỹ sư của nhà máy cơ điện IFSK Coupon nâng cấp từ hệ thống phòng không nổi tiếng to M2. Với mục đích bảo vệ lực lượng và các cơ sở quốc phòng quan trọng của quân đội Nga tại khu vực vòng cực Bắc trước khi tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay chiến đấu và UAV của đối phương. Theo một số nguồn tin, quân đội Nga hiện chỉ sở hữu 12 tổ hợp to M2DT, những tổ hợp đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 2018 và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2019. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 80 thuộc hạm đội phương Bắc là đơn vị chính chịu trách nhiệm vận hành loại khí tài này. Sự thật bên trong nhà máy quân đội Mỹ chế tạo đạn pháo cho Ukraine Một lô đạn pháo được dành cho chiến trường Ukraine được tạo ra từ một dây chuyền sản xuất ngoan ngoèo ở đông bắc Pennsylvania. Tại đây, bên trong một loạt các tòa nhà gạch đỏ, nơi các đầu máy xe lửa hơi nước đã được sửa chữa cách đây một thế kỷ. Các đội công nhân làm việc cật lực suốt ngày đêm để đảm bảo các máy mài, máy tiện và lò nung công nghiệp không ngừng hoạt động. Richard Hansen, người giám sát các hoạt động sản xuất tại nhà máy đạn quân đội Scarton, cho biết nó rất phức tạp, có nhiều bộ phận chuyển động, lượng nhiệt khổng lồ. Bạn phải liên tục giữ cho nó chạy, và điều quan trọng đối với chúng tôi là làm điều đó bởi vì chúng tôi đang chế tạo đạn đạn 155 ly được bắn từ lựu pháo cách mục tiêu vài dặm, rất quan trọng đối với khả năng phòng thủ kéo dài gần một năm của quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Hàng nghìn quả đạn không điều khiển được bắn ra mỗi ngày trong cuộc xung đột đã làm cạn kiệt các kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ. Chính quyền Biden đã cung cấp cho Ukraine hơn 1 triệu quả đạn 155 ly với hàng trăm dặm tiền tuyến tranh chấp. Quân đội Ukraine phụ thuộc vào việc bắn đạn từ khoảng 300 khẩu pháo 155 ly để đẩy lùi các vị trí của Nga. Trước mắt là cuộc chiến không có hồi kết. Quân đội Mỹ có kế hoạch tăng tốc độ sản xuất hiện tại khoảng 14.000 quả lựu pháo 155 ly mỗi tháng lên 20.000 quả vào mùa xuân này và lên tới 90.000 quả vào năm 2025. Chi 1,9 tỷ đô la chỉ riêng trong năm nay cho quá trình sản xuất này. Nhà máy Scanton được ký hợp đồng sản xuất 11.040 quả đạn phá mỗi tháng, nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi công nghiệp theo kế hoạch của quân đội Mỹ khoảng 300 nhân viên làm việc trong khu phức hợp rộng 15 mẫu anh, nơi máy móc khổng lồ cắt, nấu chảy, định hình lại và tinh chỉnh các thanh thép nặng 2.000 pound thành những viên đạn bóng bẩy. Nhà máy thuộc sở hữu của quân đội Mỹ nhưng được vận hành bởi đơn vị khí tài của General Dynamics Corp và hiện đang hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần với ca làm việc vào cuối tuần. Mỗi ngày, các xe tải vận chuyển những thanh thép dài 20 feet nặng 2.000 pound đến nhà máy. Các thanh được để bên ngoài đây một nam châm khổng lồ kéo chúng vào một tòa nhà bằng gạch đỏ được gọi là cửa hàng rèn, nơi máy cưa robot cắt các thanh thành những hình khối dài gọi là phôi. Bước vào bên trong tòa nhà, tránh xa những cơn gió mùa đông ở Pennsylvania, bạn sẽ cảm nhận được ngay hơi ấm tỏa ra từ ba chiếc lò nung khổng lồ được nung nóng tới 2.000 độ C. Mỗi phôi thép được đưa vào ngọn lửa nơi chúng ở lại trong một giờ trước khi nổi lên như những viên than nóng đỏ và dừng lại bên trong một căn phòng tối với các cánh tay robot các cánh tay kim loại giật từng phôi với hiệu quả mượt mà và di chuyển chúng đến ba chạm riêng rẽ. Trong khoảng thời gian 90 giây, phôi thép được đục lỗ kéo dài và ép thành những đoạn dài gần 1 mét để chống lại nhiệt độ cực cao. Điều này xảy ra hàng trăm lần mỗi ngày. Tốc độ là chìa khóa, Hansen nói khi quan sát quá trình. Ở giai đoạn cuối, một cánh tay robot nắm lấy phôi thép và đặt nó lên trên một cánh cửa tròn, nơi nó được đẩy gọn gàng vào một hệ thống băng tải ngầm, được gọi là tàu điện ngầm. Mỗi phôi vẫn còn nóng như thiêu đốt rơi xuống một đường lan trọng lực, sau đó mỗi phôi được kiểm tra để đảm bảo hình dạng và tính nhất quán của nó, đáp ứng các thông số kỹ thuật để có thể trở thành đạn. Tòa nhà cuối cùng là một nhà kho cao hơn 18 mét, có kích thước bằng cả một khu phố. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào từ các cửa ngõ, được lắp đặt trước khi hệ thống chiếu sáng trong nhà được phổ biến rộng rãi. Một loạt máy nối tiếp nhau dần dần loại bỏ 30 bao kim loại dư thừa khỏi các phôi thép có gân, màu xám đen, cho tới khi chúng nổi lên như những lớp vỏ bóng loáng với các mũi thuôn nhọn Hansen nói, chúng tôi làm việc với các thông số kỹ thuật, chính xác đến từng phần nghìn inch. Với cơ bản, chúng tôi đang lấy một cái ống và biến nó thành một viên đạn. Mỗi quả đạn được treo trên một cái móc, nơi nó tự động xoay để nhận được một lớp sơn màu xanh lá cây. Toàn bộ quá trình mất khoảng 3 ngày, nhưng có thể mất vài tháng trước khi vỏ đạn được chất lên pallet. Vận chuyển 10 giờ trên một giàn khoan lớn đến một nhà máy khác ở Iowa nơi chúng chứa đầy chất nổ và được gắn bằng cách nung chảy, chuyển đổi hiệu quả chúng thành những viên đạn ngoại cỡ, sẵn sàng được để bắn từ lựu đạn. Theo Max một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Cuộc xung đột Ukraine đã bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Lầu Đông Góc đã dành một phần tư thế kỷ qua để đầu tư vào khí tài công nghệ cao đắt tiền việc tăng sản lượng sẽ mất vài tháng để đi vào hoạt động và vẫn sẽ không đủ để trang trải cho nhu cầu của pháo binh hiện tại, ông nói. Khuyến khích các quốc gia NATO và các đồng minh thân thiết khác cung cấp dự trữ sẽ giúp ích và Mỹ đã tích cực theo đuổi nỗ lực này, ông Macanxia nói thêm. Chỉ riêng kể từ tháng 8, Scandron và chi nhánh ở West Bay trước đó đã nhận được hơn 420 triệu đô tài trợ liên bang cho một tòa nhà mới, thiết bị bổ sung và tự động hóa cải tiến mà quân đội Mỹ hy vọng sẽ tăng năng suất sản xuất dòng tiền đổ vào là một bước ngoặt đáng hoan nghênh đối với nhà máy Scanton. Quân đội Mỹ đã mua tài sản này vào năm 1951 khi bắt đầu cuộc chiến Triều Tiên và chuyển đổi cơ sở để sản xuất đạn pháo. Vào thời điểm đó, Mỹ có 86 nhà máy sản xuất đạn quân sự như một phần của kế hoạch huy động công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đạn trong thời chiến. Trong nhiều thập kỷ, số lượng cơ sở giảm dần. Ngày nay, Lầu Năm Góc chỉ có 5 cái được gọi là nhà máy do chính phủ sở hữu, do nhà thầu điều hành, cung cấp cho quân đội hầu hết đạn, nhiên liệu đẩy và chất nổ thông thường. General Dynamics đã và đang tăng cường nỗ lực tuyển dụng để đón đầu các đơn đặt hàng pháo binh bổ sung cho nhà máy Scanton. Douglas Bush, trợ lý bộ trưởng lục quân, đồng thời là quan chức hàng đầu của quân đội, cho biết lục quân có thể thiết lập một dây chuyển lắp ráp 155 ly mới tại Texas và đã đầu tư 68 triệu đô vào Canada để họ đứng ra trang bị lại cơ sở để hỗ trợ sản xuất đạn pháo. Chúng tôi đang tìm nguồn cung ứng và tìm kiếm trên toàn thế giới và rất nhiều trong số đó hiện đang thực sự trải qua. Ông nói với các phóng viên vào ngày 25 tháng 1, vì vậy điều đó sẽ rất quan trọng vì việc tăng cường sản xuất cần có thời gian và chúng tôi đang xem xét nhiều nguồn khác nhau bao gồm sản xuất nước ngoài để đảm bảo ukraine có những gì họ cần